Cảnh sát Đức ngày 15 tháng 12 loan báo vừa triệt phá một âm mưu ám sát của những người phản đối vaccine tại bang Saxony. Mục tiêu là thủ hiến bang Saxony của Đức, ông Michael Kretschmer. 5 nghi phạm đã bị bắt và đang bị điều tra. Phản kháng chống lại các giới hạn đối với những ai chưa trích ngừa COVID và phản đối các kế hoạch bắt buộc tiêm chủng đối với một số thành phần nguy cơ cao tại Đức ngày càng trở nên bạo lực hơn. Các cuộc tấn công nhắm vào bác sĩ, ký giả và chính trị gia ngày càng tăng. Âm mưu ám sát thủ hiến Kretschmer được bàn luận trên Telegram bởi nhóm có tên là Dresden Offline Evernetzung. Những lời đe dọa từ những người chống vaccine là điều không xa lạ tại bang Saxony, là một trong những nơi có tỷ lệ COVID cao nhất và tỷ lệ trích ngừa thấp nhất nước Đức. Hồi tháng 9, một trung tâm tiêm chủng tại đây bị tấn công đốt phá. Tháng 11, những người biểu tình chống vaccine cầm đuốc tụ tập bên ngoài tư gia của Bộ trưởng Nội vụ của bang. Tân Thủ tướng Đức Olaf Scholz cam kết chính phủ của ông sẽ không dung thứ cho các kiểu phản kháng bạo lực chống lại các quy định phòng dịch. Từ tháng 3 năm sau, trích ngừa vaccine COVID là điều bắt buộc tại Đức đối với những người làm việc trong lĩnh vực y tế, bao gồm bệnh viện và các viện dưỡng lão.